Ôi giời ơi, lại ngã. Đây, cái chai này có lấy ai lấy thôi, mình vẫn còn. Quảng trường Colosseum Piazza là quảng trường bên ngoài, em chọc đi thẳng vào đường luôn, thẳng đường luôn. Đây là cái Hải ơi, chụp ảnh mang cái bài khổ thế chứ này. Đang đi xong cũng sợ lần thì nhà chờ chụp ảnh à, mình đang chuẩn bị ấy thế. Cái gì? Và mình đang chuẩn bị quay lại bắt mình chụp ảnh à. Bà trẻ môi rồi đó. Em còn không bắt anh mà chị mà thế. Mình bảo thôi em đang bận. Em bận quay, chịu được. Bảo em bận quay clip để em làm kênh của em. Em không chụp được khổ. Kìa kìa, đấy lại chụp. Quảng trường Tây Ban Nha trước mặt mình đây đúng không? Đó là quảng trường Venezian. À Venezia, mà đằng trước là cái gì nhở? Cái đó là đài, đó là tượng ông Victorio. Victorio em đúng rồi đấy. Người thống nhất nước Ý á. Rồi, đằng trước là cái chỗ có cái tòa, có cái vòng quay. Đúng rồi, chính xác. Vòng quay đấy là có cái tòa nhà hay là trước Mussolini nó tỏ phát biểu như đấy, nó đứng ở ban công nó phát biểu luôn đấy. Đúng rồi. Giỏi ha. Coi như năm vẫn còn nhớ ha. Ôi, thẳng cái giò nha, đặt mình, xuống dốc này. Về nhà hay hay tìm lại những chỗ mình đi ấy. Giang ơi, Giang đây. Đây này Giang ơi, đây là cái đây là em đi qua đây em sẽ nhớ ngay, ở đây nó có cái vòng xoay gọi là quảng trường Venezia đấy. À, đây là cái bức tượng của cái ông ấy rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn đấy. Mà cái váy Victorio Emmanuel đấy. Với cái mà tên chính là tên của cái đây chính đấy cái ban công của cái tòa nhà đỏ này, thằng Mussolini là phát biểu ở trước cái quảng trường Venezia đấy, và bị bọn đấy nó treo cổ luôn ở cái tòa nhà màu đỏ kia anh. Trước mặt đây là một cái vòng xoay gọi là
nó gọi là cái công cái quảng trường Venezia là Venice đấy. Còn trước mặt cái đấy là một cái bức tượng cực kỳ đẹp luôn của cái ông vua Vittorio Emmanuel II, mà là chính là đặt tên cho cái khu mua sắm ở Milan bên cạnh cái nhà thờ Duomo đây. Mà cái đấy nó làm cái đấy đẹp lắm ấy, cái đấy đứng nhìn nó làm bậc thang lên trên bên trên cả cái đấy có ý rồi, nhiều công trình đẹp thật. Đấy, nhìn thấy bao nhiêu những cái này nó đều là những cái tàn tích của những cái công trình cổ hết ấy. Nó nhiều lắm, ý nó nhiều lắm, Rome nó nhiều lắm. Nó, bọn này nó bảo đúng, nó đào lên là nó đã cổ vật hết. Yo sé cuánto.